kinh là rất nhiều khó. Lão thầy còn là cái tiếng cao bay này là sòn đạo cho thi tu thi giang mới thông phật đi. Cái tiếng thấy nì cao bay ngắm guồng thấy nì cho gạo na cô mai phù rồi. Cái tiếng ngắm thầy cao bay ngắm guồng thế cha gạo na cô mai phù rồi. Nhà gạo cô mai bui lê bấm đoàn nâu cô mai bui bấm ram đoàn lần lần đi lẻng buôn ba na đoàn chờ gạo cô mai bui lê lui dàn nâu chờ gạo cô mai bui lui đẹp thế xì la ram tiếng già thu lê bấm cài lâu ô cô mai bui lui ram dan dan đi lui buôn ba na yan chân ô cô mai bui lê dâu luôn nâu chân ô mai bui yêu ram luôn luôn đàn đi yêu buôn ba na luôn chẳng lo cô mai bui tam chẳng lo cô mai bui tây rồi na gìn kì phải bám mấy bụi khăng lại quang tuổi cha ngạo na cô mai bù rồi cha bà mẹ các bác cô tu nó thè con na quang tăng thế hôm nay con số con đào vậy cái thiên cơ bài thôi cô mai phụ lê xa tình cái tiếng cái vai của ngâm thế hôm nay cô mai phụ lê bầm đỏ nó xa tình hay cái bằng phải của nó đơn đi là phong phá nó đỏ thế tại hôm nay cô mai phụ lê lùi tình dẫn nó lùi đỏ lùi ra xa thì cái bằng phải của nó lùi đếp thì xe là được nóng cây gần thua gần dạo gần số gần đảo nóng vội thua lê xa tình tại cái bằng bảy có mày phối có lưỡi giảm lưỡi thông có đơn gì lưỡi phân nhân giảm như thế tại hôm nay cô mày phối chỉ lê dầu lúa nô ra tiền à cô mày phối cái bằng bảy phối dầu phần luôn mới có đơn gì dầu phân nhân luôn như thế tại hôm nay cái bằng bảy thế tại cái bằng bổ thế là nghiên kỳ phải phẩm để phối hàng thế là là quân tổng nghe thì sao có thể hết đại.